Dạ, hiện tại đó là giờ bình thường á ít khách thì không sao anh, mà đông khách lên là bị sự cố là mất ổn định đường truyền anh. Đặc biệt là game Valorant với lại game Liên Minh, pin pin cao lắm anh, pin vượt ngưỡng lắc mà disconnect luôn anh ạ. À. Xin chào các bạn ha, chúng ta gặp nhau rồi và mình là Tùng Dũ. Thì tối hôm chủ nhật mình có nhận được một cuộc gọi từ một bạn ở Quy Nhơn, một người bạn đó gọi một với một cái giọng rất là gấp gáp và thấy rất sợ hãi mọi người, cũng thì muốn nói chuyện với mình á. Thì mình hỏi là vì sao và như thế nào, thì bạn mới nói là hiện tại là bạn mới mở phòng net được 2 tháng mọi người, mà bạn đang gặp một cái sự cố về mạng về máy mất 1 tháng rồi mà đơn vị kia họ không xử lý cho bạn. Nên thành ra mà khi cái mâu thuẫn lên cao mọi người thì nó phát sinh rất là nhiều vấn đề. Bạn đang nói là giờ em mới phát hiện là cái đơn vị kia là chủ của một phòng máy khác, em đang lo là đơn vị đó là cạnh tranh không lành mạnh, em đã đi kiểm tra rồi là bên kia nó không bị sự cố như em, mà bên em bị sự cố mà bên kia họ không xử lý được cho em. Sau đó là bên kia họ yêu cầu em mua một cái PC router với giá hơn 5 triệu và em nói em không mua, thì bây giờ bên đó họ không có hỗ trợ em nữa. Nên thành ra bây giờ là em rất là lo lắng và không biết phải nhờ ai hết thì mới gọi cho mình mọi người. Thì lúc đó cũng gần 9 giờ đêm rồi, thì mình có bảo ok thế anh ghi nhận này đi, rồi ngày mai mình sẽ hỗ trợ cho bạn xử lý vấn đề đó. Thì phải chiều ngày thứ hai ngày hôm nay này thì mình mới nhờ được anh Thuận, anh có kiểm tra cho bạn. Thì bước đầu thì làm kiểm tra từ máy móc router, bắt đầu kiểm tra xem thử line mạng thế nào mọi người, thì cũng giải quyết cũng ổn ổn mọi người. Thì qua câu chuyện này á, thì mình muốn chia sẻ cho các bạn á, là chính là khi mà mình á, mình đã nói đi rất nói lại rất là nhiều lần rồi, thì các bạn cứ tìm hiểu về máy móc, tìm hiểu về tất cả mọi thứ đúng không, khi mình có đang quyết định chọn một phòng máy, chọn một đơn vị nào đó nói với bạn á, trước hết bạn phải tìm hiểu xem cái uy tín đồ cái độ lâu đời của đơn vị đó là như thế nào người ha. Bỏ qua cái vấn đề về giá của người ha, giá nó chỉ là một phần thôi, mà quan trọng là phải đi với dịch vụ mọi người. Vì khi mà bạn như mình nói rồi đó, nó có rất là nhiều giá, giá rẻ có, giá vừa có, giá cao có, bởi vì giá càng cao đi với chất lượng dịch vụ càng cao mọi người. Có thể là bạn giỏi, bạn biết về máy tính nha, bạn hoàn toàn có thể lắp được phòng net luôn, bạn lập giá rất là thôi, bạn về lắp thôi, nhưng mà khi sự cố xảy ra thì ai xử lý cho bạn? Thì bây giờ với cái vấn đề đó mọi người, thì bây giờ các bạn phải tự rồi là tự tìm hiểu này. Thì mình cũng có vài keyword cho bạn để tìm hiểu. Đầu tiên là đơn vị đó là lập bao lâu rồi, có bao lâu trên ở địa phương bạn, có uy tín như thế nào này. Thứ hai là người làm việc với bạn là ai này, họ đã có kinh nghiệm trong trong ngành nghề này chưa. Thứ ba là với đơn vị đó, với đơn vị mà lắp đặt cho bạn á, thì họ đã lắp đặt những phòng net nào ở địa phương bạn mà bạn có thể đi kiểm chứng. Thì đơn giản đấy, như mình nói là đúng không? Đi tìm hiểu xem tất cả các phòng net mà xung quanh địa phương bạn lắp đó, thì bạn xem thử là đơn vị đó lắp phòng máy đó, và khi mà lắp đặt phòng máy đó nha, thì bạn phải xem là hiện tại là cái phòng máy đó, cái đơn vị đó nó còn 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 hoạt động không mọi người ha. Thì đó là những cái thứ mà cơ bản thôi, và các bạn cũng lưu ý mình luôn về giá cả chất lượng mọi người ha. Bởi vì nhiều bạn có kè từng đồng một mọi người, nhưng mà đến khi mà xử lý sự cố á, thì nó lại không như mơ đâu mọi người ơi. Bởi vì các bạn biết đi, ví dụ cho bạn nha, cái phòng máy lúc lúc chiều của bạn nó nha, 50 máy, mà bây giờ cả 50 máy đều chơi game lag, họ bỏ hết đi thì làm sao kinh doanh đây, trong khi mới khai trương được 2 tháng mọi người ha. Mà bây giờ không biết sẽ biết kiểu gì, mà bây giờ là phòng bên kia họ không hỗ trợ cho bạn nó nữa, thì có phải dở không? Như mình thì mình kiểu như là mình hỗ trợ thì chắc qua online thôi, chứ mình không phải là người tận ở tận nơi mình hỗ trợ bạn còn là chi tiết mọi người ha, gọi là chữa cháy đó mọi người. Với lại cũng làm nữa thì cũng nó cũng 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 dở mọi người ha. Thì mình cũng là cố gắng hết hết sức mình, là mình nhờ kỹ thuật bên mình hỗ trợ cho bạn. Thì bây giờ các bạn, những bạn nào mà đang tình trạng như vậy, hoặc là đang chuẩn bị mở phòng net thì các bạn phải lưu ý vấn đề này nha. Thì vấn đề này là mình nói rồi, là nói lại rất nhiều lần rồi mọi người, sự cố thì gặp ai, ngay cả cũng được đây cũng 2 hôm cũng bạn bạn nhắn tin cho mình ở Hưng Yên mọi người, bạn hỏi thì như vấn đề mình cũng chia sẻ đó, thì bây giờ là họ cũng muốn giữ lại tiền sau khi thi công, bởi vì họ cũng lo lắng là khi xảy ra sự cố thì bên kia họ không xử lý sự cố cho bạn thì phải làm sao.
Thì cái này bạn các bạn biết rồi, ví dụ cho dù các đơn vị đó nha họ bán được một lần thì chắc chắn các bạn quán là lần thứ hai không? Không bao giờ mọi người ha. Vì vậy chúng ta cứ rõ ràng ngay từ đầu mọi người ha, chứ đến lúc mà xảy ra sự cố là rất là mệt. Mà khi mà sự cố kéo dài mà không xử lý á thì người thiệt là các bạn, đâu là những người chủ phòng net đang kinh doanh mà bị gọi là tạm ngưng, máy móc hư hỏng hay là mạng lag quá, sự cố xảy ra mọi người ha. Thì đó là cái chia sẻ của mình ngày hôm nay. Các bạn có cần tư vấn hay là cần hỏi gì, tin nhắn tin cho mình qua Zalo 0973 963 268 nha. Xin chào và hẹn gặp lại.